chào đại gia đình đang đến với kênh của Lợi nha. Bữa nay là một ngày đẹp trời. Thanh long ở đây thì nó đang chín hết rồi nè cả nhà ơi. Bà con thơ ở đây thì bắt đầu thu hoạch vô vụ mùa thanh long nha. Và Lợi thì cũng sẽ đi làm. Ngày hôm nay thì lại nhín thời gian ở nhà buổi sáng, thì lại quay một cái clip nhỏ nhỏ gửi đến cả nhà với một món ăn của bà Năm dành tặng cho mọi người. Và sau đó thì Lợi sẽ tiếp tục công việc của mình là Lợi sẽ đi làm thanh long nha. Đây là thanh long ruột đỏ nè, trái nó đã chín hết rồi nè cả nhà ơi, đẹp ghê không đó. Còn cái bông này thì nó mới vừa trổ rồi, nó bị tàn rồi, chuẩn bị thì nó sẽ ra một cái là quả mới đó. Hết vụ này là tới vụ kia liền. Thanh long thì ở đây có quanh năm suốt tháng luôn đó, chỉ là đợi nó chín thôi nha cả nhà. Đây rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi, vườn trong đây cũng có nữa nè đó. Bà con xung quanh gần nhà Lợi thì đa số là trồng thanh long hết, mọi người ai nấy cũng trồng thanh long. Wow, trái trong đây có vẻ to hơn trái ở ngoài ha đó. Mà trong đây thì để có một đợt trái này thôi, còn ở ngoài đây thì để nhiều trái hơn, với lại nó ra được cái bông đợt sau nữa nè. Nhà thợ thì đang hoàn thành, đang mấy anh thì tiếp tục đang làm ở đây. Tổng cộng ở đây làm là có ba người thợ dán và một bác Năm. Đây chào chú Năm. Bữa nay làm tới công việc gì rồi chú Năm? Trét ron. Bữa nay là chú Năm lãnh trét ron đúng không? Trét ron là trét mấy cái trắng trắng lên mấy cái đường kẻ của cái gạch này nè cả nhà. Đó, trét lên đây. Thì hai ba ngày nay rồi thì làm được cái ở nhà trước như thế này. Đó, làm hết cái phần nhà trước rồi cả nhà ơi. Giờ trét ron lên nữa, với lại Lợi sẽ sơn lại cái tường nha. Hồi bữa Lợi quay mấy cái lỗ lỗ đó có nhiều bạn sợ nên thôi bây giờ Lợi sẽ không quay nữa nha. Nhìn mấy cái lỗ lỗ nổi da gà. Lỗ gì giờ quá nè. Chú Năm làm nghề bao nhiêu năm rồi chú Năm? Nay gần 20 năm rồi. 20 năm rồi hả? Rồi cái nón ông đội 20 năm luôn chưa? Cái đó. Hả? Bữa hổm Lợi hỏi là chú Năm bảo là thà để đội cái nón này mà quên nó không mất, nhưng mua cái nón mới đội thì nó mất, quyết tâm là đội luôn cái nón này 20 năm. Cái nón này là để muốn ông bỏ ông cho con nha. Làm triển lãm. Quá trời, cái nón đi theo tuổi nghề của chú Năm luôn á cả nhà, thấy ghê không? Trời ơi, ông 58 tuổi rồi đó, bữa nay vẫn đi làm hồn luôn. Còn sức khỏe là mình còn làm hả chú ha? Đó. Ở nhà buồn hả chú nào? Đi vui. Gạch thì chúng ta sẽ ngâm thế này. Đó, ngâm đặng cho nó. Ủa ngâm chi chú Năm? Thì ướp rồi, nước rồi. Để nó không có hát hồ. Đặng cho mình lúc mình dán hồ nó không có rút vô đó, nó dính chắc vô tường hơn ha. Để khô dán vô coi. Còn anh Tám nè, anh Tám làm bao nhiêu năm rồi anh Tám? Cũng mười mấy năm luôn rồi hả? Wow. Nay anh nhiêu mà làm mười mấy năm rồi? 44 hả? 44 tuổi mà làm mười mấy năm thì trời ơi, cũng hai mấy ba chục làm rồi, hai mấy tuổi. Rồi thôi bây giờ lại sẽ xuống coi vợ lại đang làm gì nha. Làm gì em? Chào em. Chào cả nhà. Em làm gì đây? Nay em nấu bò kho. Bò kho hả? Ủa cái món này là cả nhà mình yêu cầu lâu lắm rồi, bữa nay mới sáng nấu luôn. Sáng nay em mua được thịt, cái này là mỏm bò gì đó. Mỏm bò cái hả? Cái này là sườn bò nè. Mỏm bò là cái mỏ bò phải không em? Chắc vậy quá. Em cũng không biết nữa. Người ta nói mỏm bò à. Em đoán mỏm là mỏ. Mỏm là mỏ nha cả nhà. Thịt này là vợ Lợi đã trụng sơ qua nước sôi. Trụng sơ thôi. Đặng cho chút xíu nữa mình nấu nó cho nó hỏng thử mùi hôi chứ. Nó thử mùi hôi hả? Nè em mua đồ ướp ở ngoài chỗ bán bò luôn á. Là gì đây? Gia vị ướp bò kho tươi. Đúng rồi.
trong đây nếu thì mà nó không có cái này cũng được, không có cái này thì cả nhà mua ra Bách Hóa Xanh hay siêu thị á, mua gói gia vị ướp bò kho cũng được nữa. Cái gia vị ướp bò kho ngoài Bách Hóa Xanh hay siêu thị này cả nhà xem nha, gia vị ướp bò kho rượu mai quế lậu thơm ngon nhất nát. Ủa không có chữ nát có chữ nhất à, thơm ngon nhất, không có nát nha quý vị ơi. Quý cô bác khi đi mua nhớ mang theo hiệu này chi vậy trời, đi mang theo này chi. Em nghĩ là chắc này là rượu mai quế lộ quá. Đúng rồi, cái đó là mai quế lộ đó em. Rượu này là chôn dưới 1000 năm á, chôn dưới đất á. Sao kỳ vậy? Thì mai quế lộ mà là chắc người ta chôn ở ngoài lộ á, rồi rồi người ta moi lên, anh nghĩ vậy. Này là ướp cho 1 ký á. Ướp cho 1 ký luôn hả? Nhưng mà này cho em mua tới 1,5 ký, tại 1 ký thịt chứ một nửa ký mỡ bò á. Ồ. Đó, vậy cái mình bắt tỏi với xả mình xào là sao? Còn lá này lá gì? Lá bồ ngót hay lá gì vậy? Lá gì ta? Sao anh mua nhòi giấy của em quá à? Cái này thành phần đó gừng, xả sấy, bột ngọt, muối, củ hành. Không biết luôn. À. Lá gì vậy? Chắc lá quế hả? Không phải đâu, lá bồ ngót á. Lá bồ ngót hơi khô. Wow, bây giờ là nó rồi, thơm bạc cố luôn á. Bây giờ anh đi lấy cho em vài tép xả, cắt cho em vài tép xả đi nha. Ok em. Rồi giờ em nêm, có nêm trong đây luôn không? Không, một lát mình xào thôi mình mới nấu rồi mới nêm. Gì hả? Mình nấu bằng nước dừa tươi. Bây giờ mình ớp sẵn cái đó trước ha, rồi mình mới nêm sau ha. Rồi anh lấy xả cho em đi. Ok em. Má làm gì đây? Lặt rau. Ủa bò kho mà có ăn cái rau đó nữa hả vợ? Không, cái đó để chua cho Thảo ăn cơm với cá kho á. À, tưởng nó bò kho mà ăn cái này nó hơi ngộ ngộ. Dưa hấu Long An nè cả nhà. Dưa hấu vàng luôn hả? À, một chút nữa là sẽ xẻ ra và đợi mấy anh ăn la xét nha. Đó, cái này là để nó ăn bò kho là chắc chắn rồi. Nè, có mua cà phê với sữa để cho Thảo uống nè. Rồi củ hành. Rồi, cho bây giờ chúng ta sẽ đợi ướp gia vị và sẽ nấu cái món bò kho lên và mời cả nhà mình còn thưởng thức chung nha. Má đợi ăn luôn nha má. Ăn. Sáng giờ má có ăn sáng chưa? Chưa, uống cà phê rồi. Uống cà phê chứ chưa ăn sáng hả? Chưa. Đập xả chi vậy? Em đập em phi nè, em phi là em xào bò. Xào bò phi lên nữa hả? Cái này chảo em mới rửa nên ướt đó, chứ không phải là chảo đen nha. Em ơi, cái đó cái thớt chứ không phải cái chảo em. Quên, đúng đó. Cái thớt mới rửa nó ứ nước đó, nên nó có màu sắc nó, nhưng mà màu này em thấy đẹp mà có sao. Rồi giờ em làm gì nữa đây? Em phi lên cho thơm đặng em xào nè. Phi cái đó gì nữa vậy? Của tỏi hả? Tỏi cháy á. Ok. Còn dư em tận dụng em làm nè. Giận quá quý vị ơi. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho cái phần bò mà nãy giờ lại ướp. Giờ lại ướp có cái bạch đó thôi nè, chứ chưa có nêm gì hết nè cả nhà. Đúng rồi, lát mình nêm sao. Chỉ ướp có cái bạch đó cho có cái nào à, cho nó giống bò kho. Chứ mà không bỏ bình thường vô, người ta tưởng đâu mình ăn bò né. Bò lụa. Bò lụa. Wow, trời nó thơm. Lấy nước dừa ạ. Rồi chúng ta sẽ xào đều cái phần này lên, chút xíu nữa sẽ cho dừa vô. Cả nhà ơi, lại cho cả nhà xem này nha. Đây, ủa nước dừa hả? Giờ đổ vô luôn chưa? Đổ vô đây em tráng đi chứ sao nè. Cái em mua 2 cái. 2 cái chắc không đủ quá. Rồi, để em cho vô cho. Khoan, để cho chó săn cái. Anh để đến một lát là đất ăn á. Làm như em không tin tưởng anh việc trong việc nấu ăn ha. Không bao giờ. Trời đất ơi, em giỡn hoài. Anh là một cái con người mà hoàn hảo, sau này anh đăng ký thực thi vua đầu bếp ở bên nè, nước ngoài nè. Một lát tỉa cho em này được không? Không, cái đó anh làm được. Làm gì em trề môi dữ vậy? Nói chứ thì sang năm anh... Rồi, tỏ vô đi. Trời ơi, anh làm anh mất hứng quá.
mỗi lần anh bàn tới cái công việc mà đi thi vô đầu bếp là em cứ làm anh tuột hứng không à. Rồi thôi giận luôn, anh sẽ cho mọi người xem cái khác. Đây nè quý vị ơi, lại mới vừa được tặng một bịch cua. Ta 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 ta. Cái anh làm chung á, quê anh ở Bến Tre á. Đó rồi hai vợ chồng ảnh bữa nay là đem cho lại được mấy con cua đây. 1, 2, 3, 4, 5 con cua. Cua này là cua ở Bến Tre, quê anh ở Thành Phú á, nuôi cua nuôi tôm ở dưới nhiều lắm. Với lại tặng cho lại thêm một hũ mắm tép nữa nè. Thích ghê không? Ha, chiều nay vợ lại có thể quay thêm một clip nữa. Đã quá. Ok, mình chiều nay lại sẽ làm món lẩu cua nha cả nhà ơi. À, bây giờ là nêm nè cả nhà ơi, em cho một muỗng đường. Tại vì bột kho không có ăn ngọt, tại bác em còn nấu sữa đặc nữa. Nửa muỗng bột ngọt. À, như đây muối nè, hơn nửa muỗng muối. Thì khẩu vị là tùy theo cho mỗi nhà nha cả nhà, chứ không phải là chỗ nào cũng giống nhau. Miền Tây thì ưa ăn đậm đà, mặn, ngọt. Một lát em cho sữa đặc vô nữa, rồi mình nấu cả khoảng 45 phút. À, nó đặc, nó sắc xuống á. Đây là em đang chiên khoai tây nè. Đó, em đang chiên sơ, để một lát bỏ vô cho nó không bị rã. Rồi cả nhà chờ em một chút nha. Ủa em? Giờ chà, cà rốt này giờ mà để em phụ em gì cho? Anh tỉa móng heo giùm em được không? Cà rốt tỉa móng heo hả? Đúng rồi. Thôi, chuyện nhỏ, đây rồi. Làm cho. Anh nè vậy đi. Giờ em quay, em tự quay nha, em đi làm nha. Đúng rồi. Em quay cái phần bò kho này nha. Vậy anh đi làm cái gì? À, anh tỉa móng heo cho em ha. À, ok. Bây giờ, giờ em bỏ sữa vô hả? Anh em nấu theo chị Tư, em thấy chị Tư nấu lúc nào đánh dỗ dưới đây nè. Chị Tư cũng nấu bỏ sữa đặc vô á. Bỏ ít thôi ha. Ít à, chứ không có bỏ nhiều. Rồi. Cho nó có độ béo á em ha. Đúng rồi, hơi hơi thôi. Chứ nãy giờ là vợ nêm chưa? Nêm rồi, em bỏ đầu đi rồi lát chỉ cần nó rắc xuống rồi em nêm lại. Giờ chờ bò rồi. Nó mềm là mình ăn ha. Sắp xong rồi, 20 phút nữa là được. 20 phút nữa là có ăn. Giờ em tỉa củ đỏ em với bỏ khoai tây vô. Rồi, ok. Anh tỉa gì vậy? Móng heo. Ủa móng heo đâu phải vậy đâu. Đập chứ. Nó về mà không chịu móng heo là cái gì? Trời ơi, anh coi gì vậy? Coi móng heo. Biết là móng heo nhưng mà người ta tỉa theo cái kiểu cái bông á. Anh ở đâu anh có cái này vậy? Thì anh lưu trên mạng về. Trời ơi, người ta tỉa móng heo nhưng mà theo cái kiểu cái bông á nè. Chứ đâu phải là tỉa cái kiểu này. Kêu mình tỉa móng heo đã nè, chứ em không thấy giống móng heo hả? Móng trâu hay móng bò gì nè chứ. Ai nói bóng gì cái mình nó ơi thì tôi tỉa bóng đó. Thì nè bóng heo thì là bóng heo rồi chứ giờ đổi gì nữa trời. Bóng heo nhưng mà cái theo cái kiểu bông của cà rốt á, chứ không phải là tỉa bóng heo kiểu y chang như cái bóng heo ngoài chợ bán. Sao không nói. Em tưởng đâu anh thấy. Cái này ta sáng tạo chứ để bắt chước mấy bà kia nó xưa rồi. Cái này là sáng tạo, bóng heo sáng tạo. Đúng rồi, trời chứ tại nó kia con tỉa bóng heo, giờ con tỉa bóng heo cự. Nhưng mà anh tỉa ra thành cái móng heo không? Nè thì thành cái móng. Trời cả nhà coi là cả nhà. Này em không biết là cái gì luôn á. Ừ ha, vậy là sao nấu ta? Vậy không biết nấu sao chín luôn á. Anh tính để của em rồi đó. Anh tính để cho nó dài giống cái chân này luôn mà nó nó là anh lỡ cắt ra rồi còn cái móng không à. Vậy là không phải hả? Trời ơi, tỉa móng heo nhưng mà thêm cái bông á, anh hiểu không? Ủa sao con nhìn móng heo mà con tỉa móng gì vậy? Này móng trâu quá. Ok, ăn trâu cũng được. Không phải hả? À? Nhưng sao nóng chín ăn là được rồi. Ừ. Chán anh thiệt chứ. Đó, cả nhà đưa vô bếp cái là vậy đó. Làm cái gì cũng phá hết á. Giờ cổ này để em tỉa bông với tỉa móng. Thầy phá lại đẳng phá gì nữa vậy? Trời ơi, gì đâu? Anh đừng có phá gì của em hết á. Lao làm ơn dụm cái để nó đi quậy lên thôi, để cho nó sôi đi để nó mềm bò á. Trời ơi ông ơi là ông quá trời, thấy mà lại biết là sợ hả. Vậy giờ làm bông phải không? Thôi thôi để em làm nè, uống cao nãy giờ 3 tiếng đồng hồ tỉa thành cái móng heo đã rồi giờ chê không xài được hả? Không, cái đó phải cắt ra mới nấu được chứ ai mà nấu nguyên cục bự như vậy. What?
trời luôn á, vô biết là phá. Bây giờ anh làm củ hành nha. Thôi để em làm cho, anh làm ơn đừng đụng tới của em, mất công phải đi. Được. Củ hành mình tỉa móng bò này. Không, không. Không có làm tỉa củ hành, để em. Không, củ hành anh tỉa qua mai được. Không có đi chợ được nữa đó. Làm lẹ lên cho người mấy chú ăn kìa. Giờ làm gì vậy? Để em trời quay cho em nấu bò kho đi được rồi, không cần làm gì nữa hết, để em tự xử. Tự nhiên giờ cái móng heo rồi cái bóng nó tối anh ôm anh ngủ luôn đi. Bây giờ, ôi, giờ em bỏ sữa vô hả? Anh em nấu theo chị Tư, em thấy chị Tư nấu lúc nào đánh dỗ dưới đây nè, chị Tư cũng nấu bỏ sữa đặc vô á. Ừ, bỏ ít ít thôi ha. Ít à, chứ không có bỏ nhiều. Rồi. Cho nó có độ béo với em ha. Đúng rồi, hơi hơi thôi. Chứ nãy giờ là vợ nêm chưa? Nêm rồi, em bỏ đầu đi rồi lát chỉ cần nó rặt xuống rồi em nêm lại. Giờ chờ bò rồi. Nó mềm là mình ăn ha. Sắp xong rồi, 20 phút nữa là được. 20 phút nữa là có ăn. Giờ em tỉa củ đỏ em với bỏ khoai tây vô. Rồi, ok. Trời ơi, mày vợ mũi nhắc. Ngoan đi mốt quốc tần. Xin chào đại gia đình. Bây giờ thì vợ Lợi đã làm xong cái món là bò kho rồi. Bây giờ Lợi sẽ mời mấy anh, mấy bác thợ hồ, mấy chú xuống ăn chung với Lợi cho vui. Và bây giờ con mời, đây là bác Bảy, đây là anh Tám, đây là chú Nam của Hảo là đã lên bếp rồi nha. Rồi đây, con mời bác Bảy. Đây, bác Bảy là ba của anh Hội lúc trước à. Nhưng mà bữa nay anh Hội bận việc rồi, nên là không có đi làm được. Ba anh Hội làm luôn. À. Đây, con múc cho bác Bảy, con múc cái ngon lắm nha cả nhà, xem nè, thịt vợ Lợi nấu nè, quá trời luôn, ngon ghê không, bò kho nè, này nhiêu tô bà Năm? Anh này. Hả, bán nhiêu tô đây? Em múc cho nè, ăn tự nhiên đi nha bác Bảy. Dạ, nãy cái móng heo con làm thì nó nó trôi giạt gì nơi phương xa rồi. Múc nước nhiều lên cho chấm anh. Đây, đó. Đây con múc cho chú Năm nha. Mềm chứ chắc mềm, anh thấy mềm rồi đó. Thử coi mềm chưa ta bác Bảy. Chứ con cảm nhận thì nó cũng hơi mềm rồi đó. Cắn được không? Được. Được đúng không? Múc nước cho chấm. Rồi. Đây bác Năm. Có ông Năm làm nó kỳ kỹ. Này người phải ba ổ mì mới no nha bác Bảy. Dạ, ăn ba ổ mì luôn nha bác Bảy. Ngon hơn nhà hàng lắm mà. Thiệt luôn hả? Trời ơi. Trời ơi, khen ngon hơn nhà hàng luôn kìa. Cười rung tay luôn nè. Con nói là ba chú Năm với lại anh Tám nè, bữa hổng con làm nhang ha, à, dạ con làm á, con nói làm ở đây là ăn thoải mái luôn, cái trưa là có món ngon ăn. Tại vì hai vợ chồng con là ưa quay clip này clip nọ lắm, làm món này món nọ gửi cho bà con cô bác ta xem. Mời cả nhà nha. Rồi sáng nhà ăn gì chưa chú Năm? Uống cà phê rồi hả? Người lớn tuổi hay uống cà phê sáng. Má con cũng vậy á, ghiền cà phê dữ dằn lắm. Uống từ lúc con 5 tuổi tới giờ. Về tôi không ghiền, ghiền trà. Có phải ghiền trà hả? Ghiền trà, tối trà luôn. Trà Bắc đắng không bác Bảy? Đắng cái dạng đắng của nó đắng riêng, nó không đắng chát như cà kia. Ghiền mới không đắng, nhưng mình không ghiền là mình đắng thôi. Đúng rồi. Con người không quen mà nó đắng quá uống nó cũng. Nhưng thật sự nó uống nó ngọt hậu hậu, nó dễ uống hơn cà kia. Cà kia dạ. Bỏ nhiều vô đậm là nó chát. Nhưng mà cái màu đậm không bác Bảy? Trà Bắc xanh. Ủa trà Bắc màu xanh hả? Ờ, hắn chờ chế cho nước xanh mới là trà ngon. Rồi. Chứ nước đỏ đỏ là trà cũng ngon. Đậm mà có uống nữa. Cái thì sạc mà.
đậm mà đắng quá. Ngon là thấy nó sẽ lép rồi là mấy người không biết uống trà là đừng trông rỡ. Để ăn cái này xong rồi là cũng chuẩn bị đi làm rồi cả nhà. Ăn xong là bắt tay vô việc đi làm hay lâu. Còn mấy bác với mấy chú mấy anh thì làm hồ làm mà chán, ủa chán gặp đó. Có bảy gì hả? Có bảy làm nghề này lâu chưa bác bảy? Năm 25 năm. Còn thợ mộc khoảng 30 năm. Là bác bảy làm thợ mộc luôn hả? Thợ mộc rồi mới qua thợ hồ. Thợ mộc xong rồi qua thợ hồ. Lúc đó thợ mộc ế quá rồi. Nhảy qua hồ. Cái chỗ mình ở là con thấy nhiều tiệm mộc lắm nha. Không mộc là... Từ đây vô tới Đông Trì. Hồi đó bác là chuyên đi làm nhà. Không có đóng đồ nhỏ. À chuyên đi làm nhà. Là mình lãnh nhà ra đóng tủ, bàn, ghế đó ha. Hay sao? Làm nhà ở. Làm nhà ở là làm kèo đúng hả? Kèo cột, còn tay. Kèo cột, à. Cũng 30 năm, trời ơi. Thì đời xưa lúc mà còn nghèo với cây cối nó mắc đó mà thường là làm cột khuyên diệp. Cột khuyên diệp, à cái cây khuyên diệp người ta làm dầu gió khuyên diệp đó hả? Người ta rã còn tay, rã kèo, cột thì cột tròn. Sau này người ta mới khác khá đó, người ta y y tới cất nhà tường. Dạ. Người ta kèo, người ta cũng kèo bê tông luôn. Mình ế. Chỉ còn có bộ đồng tay thôi, ba thợ hồ cũng bào cũng làm luôn rồi. Thôi nhảy qua thợ hồ. Nhảy qua thợ hồ làm luôn. Tức quá mà. Dành làm hết trơn rồi hả bác Bảy? Dạ có anh Hội nói nghiệp bác Bảy. Anh Hội, anh cũng nói anh làm lâu rồi á hả bác Bảy? Anh Hội có mấy năm rồi, hồi nó nghỉ học rồi 16 tuổi thì là bắt đầu nó đi luôn. Đi theo bác Bảy luôn á hả? Ủa vậy nhà bác Bảy của ông bao nhiêu người con ta? Độc nhất. Một anh Hội luôn. Còn mình anh Hội là cho đi theo nghề luôn, cho đi theo làm hồ chung luôn á cả nhà. Rồi cho ăn học không nổi thôi, cho cái nghề đó tự cho kèm câu tự câu không đâu. Cho kèm câu không cho lưỡi luôn hả? Không cho lưỡi. Tự kiếm lưỡi, tự kiếm mồi. Trời ơi, thịt của anh ngon quá vậy. Ngon lắm nha. Thịt mềm gan quá vậy. Ngon lắm. Rồi, ăn tự nhiên nha. Nhà không có con gái, giờ anh Tú về như đứa gái nữa rồi. Dạ. Anh Tám cứ múc đại nha, em còn thịt trong nồi nữa đó. Đại nha anh Tám. Thêm thằng cháu nội thấy cưng quá trời. Ừ, có thêm thằng cá nổi tiếp tôn nữa, trời ơi. Cơm dữ lắm luôn. Ngon không? Rồi. Cô à nấu ngon nhà hàng quá. Nó ngon, ngon như nhà hàng, ông giờ nó ngon hơn nhà hàng. Nữa. Bữa nữa vợ con mở quán bên đây ngoài đây bán luôn. Bán món này món kia ăn. Chủ chốt là bò kho bánh mì nữa. Vợ con thì chuyên nấu bún riêu. Cua ở trong Long Trì nhiều lắm. Trời ơi trời mưa là cha đi bắt nhóc luôn á. Hồi nó bắt hay lắm. Nó với anh Tú thì bắt mà bán cái thằng bán trái dinh dưỡng á. Lần đó mua làng ăn nó ghét. Nhiều ký lắm bạn. Thì mấy chục ngàn. Nghe 60-70 ngàn cái gì đó. Cua đồng á cái nhà 60-70 ngàn ký á. Là như mùa rồi hay là sao á. Đúng rồi. Do mùa rồi là hay gì á. Ngồi vừa ăn vừa múa lửa. Quơ. Ở miền quê mà phải chịu cảnh này thôi. Còn người ta ăn ở trong nhà hàng, ở thành thị, ở trong nhà tòa cao ốc thì nó đâu có mấy con ruồi này. Coi như là đây là đặc sản ruồi. Vừa ăn vừa múa quạt này là chẳng vui.
Đó, bữa ăn sáng của Lợi và mấy chú thợ hầu đơn giản vậy thôi, một món bò kho với lại mì. Rồi giờ lại làm từ sáng giờ. Hai clip đến đây Lợi cũng xin tạm dừng nha. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm và ủng hộ hai vợ chồng Lợi suốt khoảng thời gian vừa qua. Bây giờ thì Lợi và mấy bác, mấy anh, mấy chú sẽ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye mọi người.